Xin chào tất cả mọi người. Cho một tình yêu mới. Em chào Lê Côn, chào Kai, chào Tuấn, Tú nhá. Chào mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Em chào nhóc, hello mọi người nha. Chào mọi người mới vào phòng nha. Rồi, mình cắt đây, mình cắt xe hôm qua có lấy được không nha?
7 nhá. Chào tất cả mọi người mới vào phòng mọi người ơi. Ai có hoa free lên hoa free cho Huyền nhá. Ai mà online điện thoại thì nhớ vốt 5 sao cho Huyền nha. Chào Triều Mẫn nha. Ai mà chưa theo dõi, ấn theo dõi idol thì nhớ ấn theo dõi idol nha mọi người. Ghế một ngồi đau mắt. Ghế một ngồi đau mắt á hả? Đau thì nhỏ thuốc vô. Hát hay mới vót hả? Ok, nhớ vót cho em nha. Nếu như mà hay, ngồi gần Huyền đau quá. Em chào Ngọc Khai, chào Sái Sữa, chào nó. Chạy thôi, bớt đi bạn, đừng có chạy. Hôm qua em mơ hay tất cả là sự thật? Sao môi em run và nước mắt vẫn tuôn? Mắt em đẫm lệ, hy vọng anh sẽ về. Em chào anh Gấu, em chào anh Gấu. Chứ đừng tệ thêm đi. Anh tay trong tay trao nụ hôn ấy giữa ban ngày. Xem ra em chẳng còn là gì của anh. Mắt em nhắm lại, không thể thêm nhẫn nại. Mặc dù cho anh là người mà em yêu thương rất trả lời những câu hỏi. Thôi anh đi đi, không cần phải nói ra làm gì. Buông tay anh ra, đừng như thế nữa mà. Em cho anh xót đấy. Ngôi chèm giỏ hả? Phải hạt chứ răng ngôi chèm giỏ được. Yêu bà này quá em cảm ơn. Từ hồi học lớp 1 muốn lâu. Một giờ để yêu anh đó có khó phải không? Hãy trả lời câu hỏi của em một cách thật lòng. Ngoài người mà anh luôn đó là mãi yêu, còn một người nữa, người đâu đã biết hay chưa, đã biết bên anh đã có em chưa? Chẳng hiểu vì gì mà
cười. Nhớ lên hoa Ri cho Huyền nhá. Anh Vin cái mặt gì nhỉ? Cái mặt trên này có nghĩa là như thế nào? Cái mặt đấy gọi là biểu cảm gì vậy? Tin trùng khuyết tật. Ôi dồi ôi, toàn là mấy cái tên fit pro không? Cái tên gì mà hay thế? Tin trùng được còn khuyết tật nữa. Vốn dĩ không tin trùng khuyết tật mà. Xin chào Chen. Có mở qua chưa? Mà sao không mở? Ý là mở. Anh qua kiểu hôm qua rồi em phải lấy tay em mở à? Kiểu răng không mở. Em không biết mở. Tăng like à? Ừ, ok. Nhưng mà cái qua đấy là đóng kỳ quá, em mở không được. Cái đêm đóng kỳ quá. Qua là cái gì? Nếu trời đã cho mình có nhau thì sao phải gieo u sầu. Những nơi mình qua ghi từng vết dấu, anh ơi nỡ quên thật sao. Có người nói yêu bằng trái tim, tình yêu sẽ thêm yêu phiền. Buồn em từng ngày yêu bằng lý trí, nhưng anh ơi đừng yêu bằng lý trí. Tình là những tháng ngày nồng ấm, tình là những giấc mơ, tình là chia khôn nào thật sâu, tựa như khi bắt đầu. Mọi người sẽ thấy một bộ mặt đẹp hơn em.
Cái này là do công ty xếp em ơi, đâu phải gọi là quá làm đâu. Cái này là do công ty xếp. Ok anh Bán, khi mà em đẹp em sẽ không nhớ anh Bán. Em sẽ không quên anh Bán đâu, bởi vì nãy giờ anh Bán tặng cho em mấy hôm qua không luôn. Anh Bán tặng cho em nhiều quà quá, em không bao giờ em quên. Không bao giờ quên được. Chị Thảo làm em cũng vậy thôi em. Bán đẹp trai lắm. Anh mà biết có đẹp hay không? Chứ nhìn thấy mà. Mọi người giữ lên hoa và rùi cho Huyền nhá. Ừ đẹp như Sơn Tùng thì được, cái Tùng Sơn thôi em nọ nhận mất. Muốn nói là một mai hai ta không cách xa, em vẫn nhớ dấu hôn và sáng cái nỗi yêu thương có mỗi phút giây nào. Như lòng mình trời ơi Thảo nọ anh bằng anh mà em lại gọi bằng em. Ừ về chứ đi người đó em thích gọi anh này em đó. Thế nhưng sao thật khó và em đã mỏi về bước trên đường đời một mình thiếu vắng anh. Làm sao em ru nổi những đêm dài, làm sao cho con tim đỡ lạnh lùng, chỉ mong anh đừng để tình lạnh giá. Ờ đúng rồi, bên dòng người Hà Tĩnh, người Hà Tĩnh á, nhưng mà thích nói dòng nào được. Chặt trong tim em.
yêu hả? Trời ơi, nghĩ ra cái tấm hình đó nó nhìn ghê thiệt luôn. Em có biết đâu, Thảo đang mà. Người có dư thừa nội lực. Ok, em bật bài đấy nhá. Bài yêu em rất nhiều. Của ai vậy? Hoàng Tô nè. Em lép quá hả Nam Hồ? Lép quá hả? Nói vậy là em cảm chán nhá. Nỗi nhớ em vu vơ bất thường. Em lép nhất thót luôn nhưng lép cũng vậy. Cứ thế đong đầy trong nơi trái tim. Có mấy người chú ý khác đi, mắt nhìn chú ý vào đấy mà nói. Kiếm tìm. Ok anh Ben. Em ok anh Ben. Những phút giây ai anh thích anh Ben. Chào anh bỏ chị Lan nha. Khi anh giờ đã như quên mơ lối. Những khi chẳng nhìn vào đôi mắt. Anh chỉ muốn ôm em thật chặt. Để anh nói em nghe. Nói em nghe lòng anh. Người ơi em theo anh đã yêu em rất nhiều. Nhớ bốt năm sao mà lên ra đi kem nha. Nhớ nhá. Anh muốn nói yêu em rất nhiều. Những câu chuyện thật dài mỗi tối. Những phút giây tình em về và lời em nói khiến anh say đã như quên mất lối. Từ khi đã chốt lời yêu rồi, anh chỉ mong gần em mãi thôi. Để anh hôn nhẹ lên, hôn nhẹ lên bờ môi. Người ơi em có biết anh đã yêu em rất nhiều. Yêu em rất nhiều. Chẳng cần những lý lẽ để nói nên câu tình yêu. Làm như không quan tâm nhưng anh thực sự nhớ em. Mua đứa chờ che cho em những đêm lạnh về. Anh muốn nói yêu em rất nhiều. Người ơi em có biết anh đã yêu em rất nhiều. Ngồi bên Huyền trong cuộc tình dài. Tại sao Thùy Trang? Tại sao? Nói đến câu tình. Tại sao? Khổ quá mà. Đây đặt quá em không tin. Này mẹ cho 10k, gấp 10k để lên quà cho mẹ Linh phải không? Nên cho bạn lên 100 tim đúng không? Muốn đứa chờ che cho em những đêm lạnh về. Anh muốn nói. Anh muốn nói. Anh yêu mẹ cho người cay chơi nét nhưng mà cất để lên què cho mẹ lớn.
cho 100k là tặng quà luôn hả? Nhiều thế. Chu, ghê vậy, nhiều quá ha. Anh có 10k mà tặng quà vậy là mẹ anh khuyến khích anh dạy gái không? Tình liều tiếng vi cầm như tiếng lòng
của một người vẫn luôn nhớ mong, nhớ một người hay mỉm cười và hay hát mỗi khi chiều lên. Chúng nơi này tiếng hát này rồi vụt bay để lại chua cay. Em vẫn nhớ tiếng đàn nam mãi, tiếng vi cầm là tiếng lòng ai. Lúc em buồn, lúc em vui, nhưng giờ em không còn anh nữa. Hay đêm dài nào biết ngày mai, giấc mơ nào đã xa vời. Nhưng em vẫn nhớ anh thật nhiều. Em chào Ngọc Linh. Ý là anh ta kết lại với em rồi đúng không? Mà anh ta xẻo đúng không? Huyền ơi là Huyền, em nghe nè, xeo không? Ý bây giờ bắt đầu chọc em đúng không? Cứ mỗi lần vào cứ chọc em. Em quá hát mắt đâu, Ngọc Linh. Cứ mỗi lần vào là cứ soi mỏi em, người chọc em thôi. Huyền kia xấu lắm hả? Em vào cam em cũng xấu mà. Nhìn nó thì ảo ảo lắm, nó không có thật. Những tiếng này rồi vụt bay đến lại chua cay. Em vẫn nhớ tiếng đàn nam mãi, tiếng vi cầm là tiếng lòng ai. Lúc em buồn, lúc em vui, nhưng giờ em không còn đây nữa. Thấy đêm dài nằm. Bắt đầu chọc em đi nha bạn. Đã xa vời, em vẫn nhớ anh thật nhiều. Em còn những 3 phút nữa mới hết sau luôn á. Mọi người nhớ vote 5 sao và lên 2 story cho em nha. Đừng hỏi em của Mỹ Tân hả? Em chưa hát bao giờ, để em hát thử chứ. Em chưa hát bao giờ hết luôn á Ngọc Linh. Bài này hay lắm hả? Em hát thử thôi nha, dở thì thôi nha. Bởi vì là em chưa hát bao giờ ấy. Đừng hỏi em vì sao tình yêu sao ấm mơ. Đừng hỏi em vì sao. Có nhạc ở đâu nữa? I love you. Em cảm ơn Ngọc Linh. Ôi, cái beat này sai rồi. Em cảm ơn Ngọc Linh nha. I love you. Em cảm ơn. Audio Jungle.
ở với chồng em nữa mà ba. Ủa sao mà không có cái beat nào đúng vậy? Nãy giờ rồi đó. Hết rồi, hết rồi.
là rồi Ngọc Linh ơi. Hát lưỡi cho em, ok. Lưỡi cho em một mi bô trên đúng không? Dạ em ở Buôn Mê Thuật. Do cái cam á, do cái cam nó xấu. Cam ở đây nó ảo á, không có được rõ nét. Em cảm ơn Vũ Đạt nha. Chào mọi người. Đã quyết chia tay thì em xin hứa em sẽ không làm phiền anh thêm một lần nào nữa. Nếu đã thương đã yêu đã nhớ thì đừng ngồi rồi xa nhau. Nếu đã không yêu cũng không nhớ thì đừng cố mong trông. Mình còn thời gian bên nhau không sao vội bước theo ai kia rồi. Anh có biết em cảm thấy xót xa nhưng em chẳng thể nói. Vội vàng yêu nhau trong bao lâu để giờ em phải ôm nỗi sầu khi anh không cần thì bao nhiêu lý do cũng vậy thôi. Sao anh vội vàng như thế anh ơi, em đã làm gì để có lỗi để nói anh không cần nghe bài theo một người kia rồi. Em chỉ cần tình yêu của anh chứ đâu phải cần thêm những câu hứa. Đi từ đây nhìn anh qua xa sau cơn mưa. Em yêu anh em đâu cần anh phải đi về nên anh cần gì phải. Anh có biết em cảm thấy xót xa nhưng em chẳng thể nói. Vội vàng yêu nhau trong bao lâu để giờ em phải ôm nỗi sầu khi anh không cần thì bao nhiêu. Cầu thang mà dễ té lắm.
Chị to thì đỡ tốn mấy chục triệu để đi làm thôi. Đùi hả? Đùi to. Em cái gì cũng to hết á. Em cảm ơn nhóc buồn ai hiểu nhá. Em cái gì cũng to hết. Mọi người cứ kêu em là siêu, siêu ba vòng đi. Thì của em tự nhiên à. Thì bây giờ to cũng có nỗi khổ. Nhưng mà nó ông trời cái kiểu mà cho người ta cái này thì lấy đi người ta cái khác. Ví dụ như là cho em to thì đỡ phải làm. Ý là đỡ phải tốn mấy chục triệu để đi làm. Còn nhưng mà bước đi của em đó là đi, mỗi lần đi là nó muốn chúi đầu xuống lần trước. Đùi cũng to luôn. Vòng 1, vòng 2, vòng 3 đều to. Gọi là siêu ba vòng. Cho anh xem em vào không, không đứng lại đâu, ngại lắm. Chín mươi không, 94, 64 với 87. Nói mà thấy tội luôn đấy. Em cảm ơn nhóc buồn ai hiểu nhá. Em đã nói là em siêu ba vòng rồi. Anh cũng 90. Không, không cho xem. Nói mà ngại ghê luôn đó mọi người. Mỗi lần mà sâu của em là cứ chọc em. Mai ra hôm nay thầy gặp. Ok luôn. Cũng to luôn. To luôn Ngọc Linh. Em cái gì cũng to hết. Mấy, có mấy người chọc em là bé bự đấy. Gọi em là bé bự á. Mà phải về giảm eo, em 64 luôn. Một người ra đi vội vã, mang theo những dấu yêu xa rời. Một người về trong sầu bơ vơ, mang thương nhớ, mang trái tim vỡ tan bao mộng mơ. Để rồi chia ly từ đây, yêu đương hóa kiếp đau thương người ơi. Để rồi bao đêm ngồi trong cô đơn, hồi chờ mong mơ bóng anh dấu yêu quay về đời. Đúng rồi anh Bang. Nhiều khi mọi người không muốn bàn đâu, nhưng mà thấy mọi người bàn nên cũng nhảy vào bàn. Đây là vì cấm chắc oan đấy. Trên đếp ơi giỏi xinh đẹp không? Đúng rồi, trên đếp ơi giỏi xinh đẹp thôi. Còn gì đâu anh hỡi thương kỷ niệm nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ. Con tim này lại vỡ tan. Em cảm ơn buồn nhóc buồn nhá. Còn gì đâu anh hỡi đừng kỷ niệm nhạt.
thành vỡ tan. Giấc mơ đấy đã phai tàn, cuộc tình đã đi vội vàng, con tim này đầy vỡ tan. Cái bút của anh, của anh Ngọc Linh là gì á? Ngọc Linh, ok em biết rồi. Ok, mọi người ơi, mọi người á, do kết bạn của em hàng ngày là cũng nhiều, cũng như tên là ok, để em nghe nhá. Do là cũng như tên đó nên là em nhìn, nhìn em không biết là ai á. Nên là mọi người, ví dụ mà em không biết tên ở trên này với tên Facebook khác á, thì mọi người nhắn cho em một chấm nhá, một chấm là em biết rồi, không cần phải nhắn. Ok anh. Dạ, để em nhìn, sao em không thấy ta? Để cho em khóc hả? Ok anh Giang nha. À đây, em thấy rồi. Sao lại mấy cái hình đấy? Gửi cho em cả icon. Anh Bang, hình như em kết bạn anh Bang rồi. Em kết bạn rồi nha. Lâu rồi mới gặp lại em. Sao em sâu biết mà, ngày nay em cũng sâu mà. Để cho em khóc đúng không? Ngày nào em cũng sâu mà mọi người không, ý là mọi người không biết á. Ngày nào em cũng có sâu hết, không có ngày nào không có hết á. À, chưa kết bạn với em thì mọi người nhắn cho em một tin nhắn dấu chấm cũng được nhá. Em biết nha mọi người. Em xác nhận rồi á, anh nhóc buồn ơi. Chỉ là em muốn ôm chặt anh lúc này, giữ chặt anh lúc này, không buông tay, để cho em không thêm một lần nữa thôi, thêm một lần cuối cùng, rồi ta sẽ rời xa. Vậy là kết thúc sau nhiều năm nói cười, ta cũng không thể nào đi chung. Sai từ khi bắt đầu, anh Giang, để anh biết mà né hả? Do anh Giang lại nói như thế. Em cảm ơn anh nhóc buồn. Gây chia từng ngày trôi qua là những nỗi đau khổ phai nhòa. Có bao giờ trong mơ vội vã chẳng nhìn thấy em anh đã đi tìm. Đúng rồi, không không phải mọi người nói em là dễ tính. Nhiều lúc mà, nhiều lúc mà em chửi em luôn á. Ý là nói em mà kiểu em bỏ qua. Ý là kiểu em không thích chấp, chứ không phải là không giận dữ. Ý là buồn thôi, ví dụ mà mình tức thì mình buồn thôi, chứ giận dữ sầu lắm. Cũng muốn giữ lắm nhưng mà không giữ được. Chỉ là ai quá đáng quá hay là chửi em cái gì em mới giữ thôi. Mà không, cái tính em không giữ được. Trời, hồi vừa, hồi xưa Huyền chơi, Danh chơi với Huyền mà. Ủa vậy hả? Bữa sau nhớ rồi sao chơi với em nha. Bây giờ hát một bài bolero nha, được không? Mọi người muốn nghe bài bolero gì, gần hết sâu rồi còn 3 phút, hát một bài bolero đi. Nãy giờ hát nhạc trẻ nhiều rồi. Em hơi bị hiền, người thì không đến không biết hát.
Toàn là mấy bài khó thế. Thôi bây giờ em hát bài bài Vùng Lái Máy Bay nha. Duyên phận hả? Ok, bài tủ của em này. Bài này là bài tủ luôn đấy. Còn 2 phút, chắc hát được nửa bài thôi. Em hát nửa bài thôi nhá. Em cảm ơn mọi người. Từ cho nó nhanh. Một sau thôi.